từ đâu? From A Luoi town to Huế city in the sunlit afternoon. Đoạn đường từ thị trấn A Luoi đi thành phố Huế vào một buổi chiều không có nắng, vào cuối buổi chiều không nắng. Lúc này khoảng 5 giờ kém 20 chiều, trời không có nắng. Đoạn đường có độ dốc 10% cho đến 87%. Đây là đường đi xuống thành phố Huế, cách thành phố Huế khoảng 64 km. Ai turn on my motorcycle, tôi khởi động xe máy. Đây là đường mới làm lại, đường rất là tốt.